Chào mừng quý vị đến với bản tin KTV ngày 3 tháng 9 năm 2022. Bản tin hôm nay, hơn 50% khối lượng giao dịch Bitcoin được báo cáo là có khả năng là giả mạo hoặc phi kinh tế. Một phân tích của Forbes về 157 sàn giao dịch cho thấy khối lượng giao dịch Bitcoin có thể không khớp với những gì các công ty tuyên bố, đặc biệt nếu chúng nhỏ hoặc không được kiểm soát. Dữ liệu giao dịch Bitcoin từ 157 sàn giao dịch được báo cáo không khớp với những gì các công ty đã tuyên bố. Theo một báo cáo ngày 26 tháng 8 từ Forbes, Javier Pax của chi nhánh tài sản kỹ thuật số của hãng tin tức cho biết có sự không khớp giữa dữ liệu giao dịch Bitcoin BTC được báo cáo bởi các sàn giao dịch tiền điện tử và các con số thực tế. Cộng tác viên của Forbes đã phát hiện ra rằng một nhóm các sàn giao dịch nhỏ có khối lượng giao dịch BTC ít hơn khoảng 95% so với những gì được báo cáo. Trong khi những người hoạt động có ít hoặc không có sự giám sát quy định bao gồm Binance và Bybit tuyên bố có khối lượng được phân tích nhiều hơn gấp đôi, 217 đô la tỷ so với 89 tỷ đô la Mỹ. Pax nói, hơn một nửa khối lượng giao dịch được báo cáo có khả năng là giả mạo hoặc phi kinh tế. Khối lượng Bitcoin hàng ngày toàn cầu cho ngành là 128 tỷ đô la vào ngày 14 tháng 6. Ít hơn 51% so với 262 tỷ đô la mà một người sẽ nhận được bằng cách lấy tổng khối lượng tự báo cáo từ nhiều nguồn. Anh ấy nói thêm, nếu khối lượng giao dịch được báo cáo cho Bitcoin, tài sản tiền điện tử được quản lý chặt chẽ và theo dõi chặt chẽ nhất trên khắp thế giới là không đáng tin cậy, thì các chỉ số cho các tài sản thậm chí nhỏ hơn cũng nên được coi là hạt muối lớn hơn. Ở mức tốt nhất, khối lượng giao dịch là một trong những dấu hiệu có thể đo lường được mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Nhưng nó có thể dễ dàng bị thao túng để thuyết phục các nhà đầu tư mới làm quen rằng họ có nhu cầu nhiều hơn thực tế. Pax đã trích dẫn một báo cáo năm 2019 từ Bitcoin Asset Management, tuyên bố rằng 95% khối lượng giao dịch tiền điện tử được báo cáo trên các sàn giao dịch không được kiểm soát dường như đã bị làm giả hoặc là kết quả của giao dịch rửa phi kinh tế. Một báo cáo vào tháng 2 từ Chainalysis cho thấy rằng giao dịch rửa đang trở thành một điểm đáng quan tâm của các nhà đầu tư token không trung thực. Nhưng phần lớn các giao dịch sử dụng kỹ thuật này không có lãi. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới. Chân thành cảm ơn.